chúng ta sẽ sử dụng cái nhắc lại nhé, sử dụng cái XGDBC. Chỗ này chúng ta sẽ khai báo là river chúng ta đang xài là gì, SQL hay là SQL Server. Phải chỉ cái river chỗ này ha. Bạn nào mà xài SQL là nó khác tí xíu nha. Thầy đang xài là SQL Server. Rồi, bạn muốn xài thì bạn phải thêm vô cái thư viện. Nếu như là bạn tạo một dự án bình thường là ANT thì bạn thêm thư viện trực tiếp ở đây. Còn nếu bạn tạo là Maven thì bạn thêm vô, không phải là thư viện mà bạn thêm cái gì? Thêm một cái đoạn code vào Firebomb. Rồi, chú ý cái đó. Và bạn sẽ có được cái database username password và cái đoạn code mà chúng ta connect vào database, cũng như là thực thi câu lệnh insert, update, delete là thông qua cái phương thức này. Còn bạn dùng lệnh select thì bạn thông qua cái phương thức này. Được chưa? Và cái code này thì chúng ta đã sử dụng ở cái môn dự án mẫu, cho nên thầy cũng không có giải thích nhiều lại cái code. Nếu bạn nào không hiểu cái code của cái class này thì hỏi cụ thể là cái phương thức nào, thầy sẽ giải thích lại. Được chưa? Còn tại thời điểm này, coi như chúng ta chấp nhận cái đoạn code này, coi như đã hiểu. Bạn nào chưa hiểu, giải thích sau. Sau khi chúng ta có được cái đấy, ví dụ chúng ta sẽ xây dựng lớp nhân viên. Thì khi mà bạn xây dựng lớp nhân viên thì trong database các bạn có gì thì các bạn sẽ khai báo các attribute tương ứng. Rồi bạn xây dựng cái contractor nhân viên không đối số, contractor nhân viên có đối số. Tại vì sao chỗ này có ID mà chỗ này không có ID? ID là tự tăng, cho nên chúng ta không có thao tác với ID ở đây. Được chưa? Rồi cũng có get ID, cũng có set ID. Thực chất cái set ID này chúng ta không cần đến. Tại vì khi mà chúng ta insert code là get set thì nó tự tạo. Cho nên chúng ta có thể bỏ nó đi, mà không bỏ cũng được, bởi vì chúng ta không bao giờ đụng đến nó. Chỉ có get thì có, hay lấy ra thì có. Và tương tự các bạn, để mà kiểm tra thông tin của cái class mình code ok chưa thì bạn nên insert code thêm một cái nữa, override method. Các bạn chọn cho thầy cái toString để mình test thôi, chứ đa số là mình không dùng, nhưng mà mình test cái toString. Các bạn sẽ chèn giúp cho thầy chỗ này, insert code override method to string. Khoan nào. Nếu như vậy thì nó gọi lại cái hàm này mất rồi. Bạn insert code to string. Ok. Bạn không có override mà bạn chọn to string. Để làm gì? Để nó sẽ viết theo cái cách của mình. Cần nhìn, chứ còn cái hồi nãy là nó viết mình khó nhìn lắm. Các bạn cứ về test đi, cũng là hai cách insert, nhưng mà cách này là mình sẽ chủ động nhìn được cái code, còn cách hồi nãy là nó gọi là toString thôi. Bạn về bạn thử đi, bạn sẽ thấy được hai cái cách nó sẽ khác nhau. Rồi bây giờ đến cái tầng nhân viên nè, nhân viên down đây, insert, update, delete, select có hết rồi, insert có luôn, update viết rồi, delete viết luôn, select by ID có rồi, select all có rồi. Cái này nó nằm trong EduSheet có luôn, không có gì mới cả. Được chưa? Bây giờ thầy sẽ viết một cái hàm main. Tại vì nguyên tắc là trong cái class này không hề có main nha. Nguyên tắc là không có nha. Tại vì mình không bao giờ gọi riêng nó. Nhưng để test thì thầy có thể thêm main vào đây.
để thầy chạy trực tiếp luôn. Và thầy sẽ lấy một cái danh sách nhân viên. Danh sách nhân viên là list bằng this chấm select all. Rồi cái thằng này nó không có cái thằng static cho nên là nó không có chạy được. Bây giờ thầy sẽ test bên này đi, quản lý bán hàng đi. Đây thầy sẽ test mainframe bỏ đi, thầy sẽ gọi cái thằng nhân viên down, nv down bằng new nhân viên down chấm phẩy, được không? Ở bên cái form này nè. Rồi thầy sẽ lấy là một cái list nhân viên list bằng nhân viên down chấm select all, được không? Rồi for nhân viên nv 2 chấm list, mình làm gì đây? Nhân viên chấm print SOUT SOUT print line nhân viên chấm to string. Rồi thầy chạy đoạn code này để thầy chắc rằng là thầy đã kết nối được với database, thầy đã lấy được thông tin của cái nhân viên ra, để thầy chứng minh được rằng dự án của mình đã kết nối được database, đã lấy được dữ liệu lên hết, được không? Đó là cách để mà các bạn chứng minh được rằng là mình đã thao tác được với database. Như vậy là mình đã có được cái entity nhân viên, mình đã có được lớp down, nhân viên down, mình đã chạy được cái class là select all, cái phương thức là select all. Ví dụ bây giờ chỗ này thầy sẽ test thử, thầy lấy ra một nhân viên thôi, chạy lại chỗ này. Mình có mã nhân viên là 12526, ví dụ như là thầy lấy ra cái mã 24 đi. Thầy đang sẽ test thử ở chỗ này. Chỗ này thầy không phải lấy list nhân viên nữa, mà chỗ này thầy sẽ có một bạn nhân viên là NV sẽ bằng nhân viên down chấm select by ID và thầy cho vô đây là 24. Tức là thầy tìm cái nhân viên có mã là 24. Và sau thầy đó x out cái nhân viên này ra là nv.toString. Đây, nhân viên có ID là 24. Tức là cái phương thức select by ID của thầy đã hoạt động. Đó, mình test như vậy đó. Được chưa? Rồi sau đó mình sẽ làm form và mình sẽ đưa dần dần các cái phương thức này vào. Đó, ví dụ select by ID hoặc là select all. Ví dụ mình làm cái phương thức là mình lấy cái table để mình hiển thị danh sách sinh viên hoặc là danh sách nhân viên, thì mình gọi cái down.select all thì mình đã có được cái list chưa? Rồi mình for cái list này
mình đẩy dữ liệu vào table được không? Được. Đó, mình cứ làm từ 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 thì nó sẽ ra được cái dự án. Còn nếu các bạn bây giờ đang hoang mang, mình không biết bắt đầu từ đâu, thì bắt đầu từ cái cơ bản nhất là cái class này. Sau đó xây dựng cho thầy một cái entity, và sau nữa là xây dựng cho thầy một cái lớp down và mở cái phần main này ra, chạy thử cái lớp down đó. Xong xong cái này đi rồi tính tiếp, được chưa? Chứ bây giờ các